Bài 21, giá trị lớn nhất của hàm số y bằng 2 sin x trừ 4 phần 3 sin mũ 3 x. Tập xác định chính là cái đề người ta cho từ 0 đến pi. Ở đây các bạn cần nhớ hai cái công thức tính đạo hàm của sin bằng cos, và đạo hàm u mũ n. Đạo hàm thì bằng n u mũ n trừ 1 nhân u đạo hàm. Vậy mình sẽ có y phẩy đây, chính là đạo hàm của sin bằng cos, hai viết lại nè, sin bằng cos nè, trừ 4 phần 3, đây là u mũ n nè, hạ trừ, đây là u nè, thì nhân thêm u đạo hàm là có x. Sau đó các bạn rút gọn bớt nè, vậy mình còn 2 có x trừ 4 sin bình x nhân có x. Sau đó cho y phẩy bằng 0, tương đương 2 có x trừ 4 sin bình x nhân có x bằng 0. Hai thằng này chung 2 có x, mang 2 có x ra, còn lại là 1 trừ 2 sin bình x bằng 0. Dạng gì à? Dạng tích thì a bằng 0, b bằng 0. Tương đương 2 có x bằng 0 hoặc 1 trừ 2 sin bình x bằng 0. Tương đương có x bằng 0. Thì này sẽ ra sin bình x bằng 1/2. Mũ chẵn hai giá trị nha các bạn. Các bạn nhớ mũ chẵn hai giá trị, vậy là sin x bằng căn 2 chia 2 hoặc hoặc sin x bằng trừ căn 2 chia 2. Rồi thì ở đây để làm nhân thì các bạn phải vẽ vòng tròn lượng giác để cho nó lẹ nha các bạn. Vẽ vòng tròn lượng giác. Còn nếu không thì các bạn tiếp tục giải thằng này ra, tìm x, sau đó các bạn chọn x thuộc từ đoạn. Mình ghi lại d nha, từ 0 đến pi. Thì mình vẽ vòng tròn lượng giác nha. Đây, vẽ vòng tròn lượng giác đây. Đây là trục nè, đây là trục sin nè, đây là trục cos nè. Từ 0 đến pi nè, ngược chiều kim hồ các bạn. Từ 0 đến pi là đây, cái đường màu xanh này đây. Rồi có bằng 0 là ở đây, chiếu xuống thỏa mãn không ạ? Vậy là bao nhiêu ạ? X bằng tương đương x bằng pi chia 2. Tiếp tục căn 2 chia 2, chiếu lên đây là căn 2 chia 2 nè, góc này là 45 độ nè, là pi chia 4 đó các bạn. Đây là căn 2 chia 2, bên đây cũng được. Vậy mình sẽ có x bằng là pi chia 4 nè. Còn góc này là bao nhiêu ạ? Đây là 3 pi chia 4. Đó. Nếu bạn nào không biết cứ giải ra tìm x, sau đó cứ cho x thuộc từ 0 đến pi, sau đó tìm ra k nha các bạn. Tiếp tục trừ thì trừ nó nằm ở dưới đây nè, nên cái này bị lỗi. Đó, nó không nằm trong từ 0 đến pi nha các bạn. Ok chưa? Hoặc nha, hoặc các bạn có thể dùng nha. Ví dụ mình giải chỗ xia có x này, có x bằng 0, muốn tìm x thì các bạn bấm shift có 0 ra là có của pi chia 2. Sau đó các bạn áp dụng công thức có bằng có, đây là x nè, đây là alpha nè, thì theo công thức phương trình lượng giác các bạn thì x bằng pi chia 2 cộng k 2 pi, tương tự là x bằng trừ pi chia 2 cộng k 2 pi k thuộc cột z. Sau đó các bạn do tập xác định của mình là lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng pi, thì mình cho từng thằng lớn hơn bằng 0 pi chia 2 cộng k 2 pi, nhỏ hơn bằng pi. Sau đó các bạn giải từng thằng đó, tìm ra k, được chưa? Tìm ra k nó lớn hơn bằng và nó nhỏ hơn bằng. Tiếp tục đây cũng giải tìm ra k đó, thì các bạn sẽ chọn những cái k nào thuộc vào z nha các bạn.
Ok chưa? Khi các bạn đã nhận được đây một cái, đây một cái, đây một cái, thì các bạn tính y của từng giá trị nghiệm đó là bi chía 2 nè, bằng rồi y của bi chía 4, rồi y của 3 bi chía 4, và thêm hai cái đầu mút này nữa, đó là không và bi, không và bi. Bạn tính tiếp y không, y của bi, các bạn bấm máy tính và các bạn sẽ ra được vị trí số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì trong năm vị trí đó thì các bạn sẽ tìm ra được cái số lớn nhất, đó chính là mát, và cái số nhỏ nhất ở năm vị trí đó chính là nguyên. Ok.